Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa chính thức công bố quốc gia chủ nhà cho vòng chung kết Euro 2028 và 2032. Cụ thể, quốc gia thắng cuộc để tổ chức Euro 2028 là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, bao gồm cả Cộng hòa Ireland, Scotland và xứ Wales. Đây là lần đầu tiên khu vực này đã giành quyền tổ chức giải đấu lớn như Euro, thể hiện sự đoàn kết và hợp tác trong làng bóng đá châu Âu. Ngoài việc công bố chủ nhà của vòng chung kết Euro 2028, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng đã thông báo quốc gia chủ nhà của vòng chung kết Euro 2032. Theo đó, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng tổ chức vòng chung kết Euro 2032 sau khi cả hai quốc gia đã tham gia cuộc cạnh tranh để tổ chức Euro với tư cách riêng lẻ lần lượt vào các năm 2028 và 2032. Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia đã nộp đơn riêng để đăng cai Euro, nhưng sau đó họ đã quyết định hợp tác để cùng nhau đăng cai. Điều này đã tạo ra một tình huống hiếm gặp khi một giải đấu được tổ chức chung bởi hai quốc gia, thể hiện tính đoàn kết và sự thỏa thuận trong làng bóng đá châu Âu. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa chính thức công bố quốc gia chủ nhà cho vòng chung kết Euro 2028 và 2032. Cụ thể, quốc gia thắng cuộc để tổ chức Euro 2028 là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, bao gồm cả Cộng hòa Ireland, Scotland và xứ Wales. Đây là lần đầu tiên khu vực này đã giành quyền tổ chức giải đấu lớn như Euro, thể hiện sự đoàn kết và hợp tác trong làng bóng đá châu Âu. Ngoài việc công bố chủ nhà của vòng chung kết Euro 2028, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng đã thông báo quốc gia chủ nhà của vòng chung kết Euro 2032. Theo đó, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng tổ chức vòng chung kết Euro 2032 sau khi cả hai quốc gia đã tham gia cuộc cạnh tranh để tổ chức Euro với tư cách riêng lẻ lần lượt vào các năm 2028 và 2032. Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia đã nộp đơn riêng để đăng cai Euro, nhưng sau đó họ đã quyết định hợp tác để cùng nhau đăng cai. Điều này đã tạo ra một tình huống hiếm gặp khi một giải đấu được tổ chức chung bởi hai quốc gia, thể hiện tính đoàn kết và sự thỏa thuận trong làng bóng đá châu Âu.